Bài thơ Hiện tượng thơ, tác giả Nguyễn Thu Hải, diễn ngâm nghệ sĩ Mạnh Hùng, biên tập video ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Có một đám cưới nhà thơ, Việt Nam thế giới cũng chưa đâu từng. Là một hiện tượng lạ lùng, dân làng hai họ là rừng. Người mặc dù đăng ký đã xa, nay làm đám cưới mới là chính danh. Nhiều nhà thơ đã trưởng thành, ông chủ tịch hội đã dành thời tặng toàn lời nói trong lành, chúc nhiều lời đẹp con chàng tháp phi. Thôn trường sôi động nhận ghi, vỗ tay thay phao nổ khi nhau cười. Vũ Nguyên mát dạ nhận lời, vợ sinh Nguyễn Hải rạng ngời sức xuân. Mẹ Nguyên dõng dạc từng vần, bài thơ ơn mẹ chân thành của đây là biểu tượng sắt son tình yêu cuộc sống của con người thường. Biểu tượng cha mẹ yêu thương, biểu tượng sự sống kiên cường biết bao. Thanh Hóa rất đỗi tự hào, có người thi sĩ đi vào thi ca. Bạn thơ tất cả chúng ta tự hào có một người nhà lừng cuộc sống còn lắm khó khăn, người lành đã có quyết thành khó hơn. Muốn cho cuộc sống vuông tròn, happy hy vọng là con mọi nhà. Cuối cùng chúc phúc cả ba, Vũ Nguyên, Nguyễn Hải và là happy. Cảm ơn tất cả những gì vui mừng song hỷ đều vì sao.